xưa đến nay, vai trò của người thầy luôn được xã hội tôn vinh, những người đưa đò thầm lặng, chấp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò. Và trong xã hội hiện đại thì vai trò ấy không hề mai một. Hàng năm đều xuất hiện những tấm gương thầy giáo cô giáo nhiệt huyết với nghề. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Tuấn, công tác tại trường Trung học phổ thông chuyên Thăng Long Đà Lạt, cũng là một trong những người thầy đầy nhiệt huyết ấy. Thành tích của học sinh luôn có sự định hướng của người thầy, và thành tích càng cao, vai trò của người thầy càng rõ rệt và không thể thiếu. Phóng sự sau sẽ rõ hơn về người thầy đầy tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết này. Ít nói và khiêm tốn là những gì chúng tôi cảm nhận ban đầu khi được trò chuyện cùng thầy giáo Nguyễn Ngọc Tuấn, hiện là giáo viên dạy môn tin học tại trường Trung học phổ thông chuyên Thăng Long Đà Lạt. Gắn bó với ngôi trường này suốt 14 năm, và trong khoảng thời gian ấy, thầy đã cống hiến trí lực của mình cho đàn em thân yêu bằng việc truyền lửa đam mê của môn tin học cho nhiều lớp thế hệ học trò, để rồi các giải thưởng cao thi đấu cấp quốc gia về môn tin học lần lượt được đem về cho trường, trong đó có sự góp sức rất lớn từ thầy giáo Tuấn. Em đã bắt đầu học đội tuyển tin học từ năm lớp 8. Và bắt đầu từ khi đó là em đam mê với môn học đó. Và cách giảng dạy của thầy là giúp cho học sinh rèn luyện được tính tự học cao hơn. Và thầy có cho nhiều tài liệu để cho em tự học tập và nghiên cứu để em giúp em tốt hơn. Cách dạy của thầy rất là khác với lại các thầy cô khác, là ở chỗ là thầy rất hay tương tác với lại các học sinh và hay cho là các bạn thường lên bảng để có thể trình bày các bài tập hoặc là các bài học mới. Và em học tập được từ thầy đó là sự quyết tâm của thầy. Em nghĩ là đây là một trong những môn học cũng rất là khó, và khi mà được thầy Tuấn giảng dạy thì em cảm thấy phấn khởi hơn trong việc học. Thầy giáo Ngọc Tuấn luôn dành thời gian để ươm những mầm non tin học từ khi mới phát hiện ra năng khiếu trong mỗi em bằng cách định hướng, chỉ bảo, dạy dỗ và truyền đam mê tin học. Vì vậy, luôn có những thế hệ kế thừa trong đội tuyển mũi nhọn của thầy, tạo động lực học tập lẫn nhau trong học sinh. Bất cứ khi nào học sinh cần, và tất cả những gì cần cho học sinh, thầy Tuấn đều không tiếc thời gian và công sức của mình. Là tổ trưởng chuyên môn tổ tin học, nên việc đầu tư cho công tác đào tạo mũi nhọn vừa là thỏa đam mê, đồng thời còn là trách nhiệm của người cán bộ quản lý. Ở vị trí này, thầy Nguyễn Ngọc Tuấn luôn có những kế hoạch cụ thể cho từng loại đội tuyển ở từng năm học khác nhau. Có sự kế thừa và phát huy năng lực hiểu biết của học sinh để tương tác cùng nhau. Tự nhận bản thân là không có thông minh, không có giỏi, chỉ có kiên trì làm thôi. Có nhiều người rất là giỏi mà họ không có làm. Rồi họ thiếu kiên trì, họ thiếu đam mê. Chứ còn nếu quá đam mê thì họ sẽ làm đầy đủ được hết. Mà chỉ dạy kiến thức nền cho nó chắc là được rồi. Sau đó là gợi ý những kiến thức mình nâng cao. Rồi mình chỉ chờ giúp là nó tự học. Từ năm học 2011-2012 đến nay, môn học nào đội tuyển tin học của thầy cũng mang về những giải tin học quốc gia như giải nhì, giải ba. Có giải nhì được tham dự vòng 2 quốc tế. Thành tích khủng của đội tuyển tin học chính là tấm gương sáng nhất mà bất cứ đội tuyển nào trong trường cũng đều mong muốn được soi vào và thấy mình trong đó. Chỉ tính riêng năm học vừa qua, với sự góp sức của thầy, đã có 16 học sinh đạt giải tin học trẻ cấp tỉnh, 2 học sinh đạt giải tin học trẻ cấp quốc gia. Thầy được công nhận là giáo viên giỏi cấp cơ sở. Thầy là một người được hội đồng sư phạm tín nhiệm cao trong công tác giảng dạy. Trong cái quan hệ với đồng nghiệp thì rất là gần gũi, thân thiện. Đặc biệt là thầy rất quan tâm tới công tác đào tạo mũi nhọn, bộ môn tin học. Trong những năm qua thì với sự nỗ lực cao thì thầy đã đạt được chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Thì chúng tôi có cái nhận xét là thầy là một người rất là đam mê môn tin học. Và sự đam mê nhiệt tình của thầy cũng đã truyền lửa đến cho học sinh. Cho nên là các em học sinh bộ môn tin ngoài có những cái giải về học sinh giỏi tỉnh, học sinh giỏi quốc gia
thì các em cũng đạt được rất nhiều thành tích trong bộ môn tin. Gương sáng thầy giáo Nguyễn Ngọc Tuấn đã góp thêm những trang vàng, giúp nhà trường phát triển mạnh hơn trong công tác đào tạo mũi nhọn, để rồi sẽ có nhiều lớp thế hệ trò đạt thành tích cao bước ra xã hội với bao hoài bão lớn lao, trong đó có sự đóng góp thầm lặng của người đưa đò nhiệt huyết như thầy giáo Nguyễn Ngọc Tuấn đã tiếp lửa đam mê. Hiến hơn 20.000 m2 đất để xây dựng hội trường thôn và kiên cố hóa hơn 10 km.